Ơi, mến chào các bạn. Một con Kubota rất là ngon luôn các bạn ơi. Kubota GS150 nè, trừ 2G. Thì con này nó 3,7 thôi nha. Nó 3,7, nhưng mà giờ trước tiên mình giật máy cho các bạn nghe, nổ cho các bạn nghe thử cái đã. Nó rất là nhạy nổ, mà nổ nghe tiếng dễ thương lắm. Đó, thấy không? Đó, tiếng rất là ấm nè. Còn mạnh thì bao bàn đó. Rồi khoan, bây giờ mình tắt máy đi để mình nói này cho các bạn nghe. Các bạn nào mà mua cái máy này thì nó có một cái lợi nữa, nó có một cái nồi. Cái nồi này thì thông thường thì người ta chế để mà đề mấy cái máy á, đề mấy cái máy đây nè các bạn, thấy không? Thì cái này nó bị rớt mất cái càng. Cái này nó dễ lắm, nó có một cái càng nó cập vô đây nè đó. Khi mà nó cái càng đó nó đẩy cái là nó sẽ đây, nó đẩy thì ở đây nó có bạc đạn để nó trượt nè đó, nó đẩy như vậy đó thì nó sẽ khép cái bu ly lại. Thì cái bình thường thì cái bu ly nó sẽ chạy ở đây cái bạc đạn nha, ở đây là phần bu ly này, bạc đạn thì nó bị lâu ngày nó xét rồi đó. Thì các bạn cái này xịt dầu vô là nó sẽ trơn, nó sẽ trơn. Thì cái bạc đạn đầu tiên nó chạy, cái dây cora đầu tiên chạy trên cái bạc đạn này. Thì khi mà mình muốn cho nó khởi động, thí dụ khởi động một cái động cơ, hay là mình muốn cho nó chạy cái gì đó, hoặc là gắn vô làm cái máy, mà máy kêu bằng máy máy gì, máy phát cỏ hay máy gì đi, nói chung nhiều cái để chế lắm. Thì các bạn đó đẩy cái càng nó sẽ kẹp vô như vậy, nó sẽ kẹp sợi dây cora lên đó, sẽ kẹp sợi dây cora lên và sát lên đó. Thì cái này chế dễ lắm, chế cái này một cái trục qua đây hoặc là gắn cái ti qua đây rồi làm một cái hai cái bát nè, làm đồ kẹp. Nói chung cái này thì nói về thợ thì chế trong vòng 30 giây thôi đó. Thì cái này thì sẽ có được một cái bu ly, mà bu ly đề rất là ngon đó, dành cho các bạn. Thì con này dòng Kubota mà thiệt bạn biết rồi, nó xài rất là bền, nhạy nổ. Cái này tại mình đi ga nhỏ, gang ti nhỏ, để mình chỉnh cho lớn một chút đó. Nhưng mà cái này có một điều là mình cũng nói thêm nha các bạn chú ý nè, để mình chỉnh gang ti nhỏ lại nè. Các bạn chú ý ha, các bạn chú ý dùng mình nè. Các bạn thấy cái vòng ở vòng tua của cái này nè, nó chạy ra hướng này không, nó chạy ra hướng này. Khi mà nó chế tạo cái máy này á, nó chế tạo máy này á thì như vậy. Cái chế tạo máy này á là khi mình giật á là cái này nó chạy tới như vậy, và cái nhông, mà cái nhông này nè, cái nhông này chạy tới đúng không, thì nhông này chạy lui. Nhưng mà những cái máy khác á, nếu mà tua, mà tua nó bên kia, mà tua nó xuôi á nha, thì cái này thì mình giật thì sợi dây nó sẽ lên ngược trở lại đây. Cái tua này nó sẽ chạy như vậy, tua này sẽ chạy chiều này, mình giật cái tua này sẽ chạy chiều này, và cái tua này á nó sẽ chạy chiều tới như vậy. Nhưng mà cái máy này á thì nó chế là bên này thì mình giật là nó chạy chiều tới chiều thuận, nhưng mà bên này á thì nó qua nhông truyền nó sẽ chạy chiều ngược lại như vậy, ngược lại chiều như vậy đó. Đó, máy móc thì rất ngon, có kèm thêm một cái này nữa đó. Thì máy này thì nói chung người ta cũng mua, người ta xài nhiều lắm chứ không có gì. Thí dụ như về mà thí dụ như kéo mà bơm xịt đồ, tháo bu ly ra, đóng bu ly vô, hoặc là để này cũng được. Làm cần gạt cái là nó qua thôi, là mình cho giữ vị trí lại. Thường thường ta mua về để người ta đề cái máy dầu các bạn,
là nhiều. Người ta để máy dầu thì máy này người ta cũng mua nhiều lắm. Chứ còn mình thí dụ mình bơm xịt bơm đồ thì cũng đơn giản. Bơm xịt bơm đồ thì cái bơm xịt thì nó đâu họ đòi hỏi tua ngược hay tua xuôi. Thí dụ đầu xịt đó, đầu xịt đó. Còn ví dụ để đề máy thì người ta sẽ để chiều này. Đó, chiều này thì người ta đứng phía trước này người ta giật luôn nè, nó khỏi vướng víu gì tiện nè. Người ta giật xong cái nổ máy. Xong cái đây, thí dụ đứng ngay đây giật luôn. Đó. Nổ máy. Xong cái là người ta đẩy cái bu ly vô nè. Nè, giữ lại cho mà xem. Đó. Thấy không? Nè. Thấy không? Đó. Đẩy cái bu ly vô thì nó sẽ đề máy thôi, đơn giản vậy thôi. Đó, giờ mình lấy ra nè. Nè. Đó, các bạn thấy không? Đó, chế đơn giản nè. Đó. Ép về là sát bu ly vô nè. Sát vô là nó ép dây cô ra vô lại chạy thôi. Đó, đơn giản vậy thôi. Đó, chế cái về chế cái đồ thôi. Nó mất thì cái này mình chế nó dễ ồn mà. Đó, là ép vô là nó đề cái máy kia chạy. Đơn giản. Đó, rồi nếu mà anh em nào mà có nhu cầu thì alo cho mình ha. Thì anh bán giá, hiện tại giờ anh bán cái giá xăng cộ đồ nó đang sồi sụp lắm, bán cái giá rẻ thôi. Giờ thì cái tiền ship nó cao, mình sẽ bao ship cho anh em, tiền ship nó cao lắm. Chứ nó không như hồi xưa nữa. Đó, mình sẽ bao ship cho anh em. Ship thì cao mà tiền xăng thì nó bấp bênh, rất là khó chịu. Máy thì nó ngon, nó lại có thêm cái bu ly này nữa. Hồi xưa là cái bu ly này không á, cái bu ly này không là mình bán là 400.000 đó, cái bu ly đó không á. Mà bữa nay xem mình bán, như mình bán cái máy này mình tặng cho bạn cái bu ly đó luôn ha. Mà mình bán giá rẻ nó mà tặng luôn cái bu ly à, rất là lợi luôn ha. Máy thì chạy rất ngon luôn. Bình giờ bình xăng bằng nhựa nè các bạn, để xăng một năm không bay hơi. Giật thì rất là nhạy nổ. Rồi. Thôi. Mình kết thúc video tại đây các bạn ha. Kết thúc video tại đây ha. Bạn thấy con máy rất là đẹp, rất là dễ thương. Và có thêm cái bu ly đề nè, bu ly nó chung chế nhiều việc nè. Rồi, mến chào bạn, bạn nào có nhu cầu thì alo mình ha. 3 ngựa 7 thôi, chạy cái gì nó cũng lợi xăng.